Hello, xin chào các bạn, thì là Lâm mình đây. Hôm nay tựa game mà muốn giới thiệu cho các bạn là tựa game Phase 10. Thì đáng lẽ là hôm nay mình sẽ bắt đầu quay video về tựa game Monopoly. Nhưng mà tối hôm qua mình là bị thua game này. Thế là tức tối quá, hôm nay phải làm video review gốc cho các bạn. Thì mời các bạn đón xem ha. Thì các bạn thấy là tựa game Phase 10 của mình là bộ hộp thế này đây. Và dành cho dành cho 10 đến 99 tuổi ha, và dành cho 2 tới 6 người chơi. Thì đây là một tựa game chơi khá là lâu đó các bạn à, tầm 1-2 tiếng, nên là sẽ dành cho những buổi họp mặt thì rất là good idea ha. Thì tựa game của mình là gồm ok, mình sẽ lật sang trang tiếng Anh ha. Trang 1. Ok. Thì tựa game của mình thì gồm có các bạn đã thấy đây là 108 card, 20, trong đó có 24 card của 4 loại màu sắc khác nhau. Thì chúng ta có màu xanh, màu đỏ, màu vàng và màu tím. Và bốn skip card là card này này các bạn. Là khi mà các bạn có cái card này thì các bạn sẽ không được chơi và phải nhường cho người tiếp theo, và các bạn roll sau thì các bạn mới được chơi. Và tám cái card gọi là card Joker, là nếu là mình sẽ giải thích về cái card này trong khi mình làm ví dụ ha. Ok, và nó sẽ có một cái bảng như thế này. Ok, thì bây giờ mình sẽ giải thích về chức năng và cách sử dụng của cái card Joker này nha. Thì card Joker này thì nó có thể thay thế được tất cả các card. Ví dụ như là ở row đầu tiên thì mục tiêu của mình phải hoàn thành là mình phải thu thập được three of a kind, có nghĩa là mỗi loại thì phải có 3 card. Thì nếu trong trong hiện nếu mà mình trong trong tay của mình hiện đang có là 3 card số 11 và 2 card số 1 và có thêm một cái card Joker này nữa, thì mình có thể hoàn thành mục tiêu của mình là mình sẽ đặt vào, mình sẽ show cho mọi người là mình đã hoàn thành rồi, là mình đã có 3 card số 11 và 3 card số 1. Thì cái Joker này như là số, là cái card số 1 vậy. Và nó có một chức năng khác nữa là ví dụ như là ở cái row thứ thứ 5, thứ thứ 4, thứ 4 đi, là one run of seven card, là bạn sẽ phải thu thập được 7 card nối tiếp. Thì nếu trong tay mình đang có cái card này và nó không nối tiếp thì cái card Joker này nó sẽ như là thay thế. Ví dụ như là mình đã có card số 1 thì mình còn card số 2, thì cái Joker này như là cái card số 2 vậy. Và các bạn có thể đặt vào thế này. Đó. Và bây giờ mình muốn thu thập được 7 card thì mình còn phải có card số 7. Thì nếu mình không thể collect được card số 7 và mình có cái Joker này thì mình có thể đặt ở đây. Có nghĩa là mình đã hoàn thành cái mục tiêu của cái row thứ tư, là mình đã thu thập được 7 card nối liền nhau là 1 2 3 4 5 6 7. Đó, thì đó thì đây là chức năng của Joker. Và các bạn không giới hạn có số lần Joker. Ví dụ như là nếu các bạn không có card số 4 đi, số 4 đi, và các bạn có Joker, bạn 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 bốc thẻ bài và có cái card Joker, thì các bạn có quyền đặt vào và không giới hạn các số lần mà các bạn sẽ sử dụng cái card Joker này. Thì đây là một cái card rất là hữu ích. Và đây Khi mà các là bạn skip card, có nghĩa là khi mà bạn bốc được cái card này hoặc là bạn sẵn có cái card này, thì mỗi row thì bạn, khi mà bạn bốc thẻ bài và bạn phải
phải phải phải back lại một thẻ bài. Thì nếu bạn sử dụng cái card này thì bạn sẽ không cần phải back một thẻ bài vào 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 ô sẵn có. Thì xíu nữa thì mình khi mà chơi thì mình sẽ giải thích rõ hơn về về cái card này ha. Thì đây là mục tiêu của 10 mục tiêu của game mình, là game mình sẽ có 10 ván và mỗi ván các bạn sẽ có một mục tiêu khác nhau. Thì mục tiêu thứ bây giờ mình sẽ show cho các bạn mẫu những cái mục tiêu mà của từng ván ha. Thì mục tiêu thứ nhất các bạn thấy là to three of a kind, có nghĩa là các bạn phải thu thập được hai hàng và mỗi hàng phải có ba thẻ bài giống nhau. Thì đây là mình, như mình đã thu thập đây là mình đã thu thập được hai hàng và mỗi hàng là có ba thẻ giống nhau. Thì ở cái thứ hai là two three of a kind and one run of four cards. Thì các bạn phải thu thập được một hàng là gồm 4 card giống nhau và một hàng còn lại là sẽ 4 card nối tiếp. Thì đây là một ví dụ của cái row thứ hai, là mình đã thu thập được 4 được 3 card số 10 và một hàng thứ hai là nối tiếp từ 1 tới 4, là mình sử dụng Joker, là như là card số 2 này các bạn ha. Ok, và ở row thứ 3 các bạn phải thu thập là một one four of a kind and one run of four card. Thì các bạn phải thu thập được là một hàng phải có 4 card giống nhau và hàng còn lại là nối tiếp của 4 card. Thì đây là một ví dụ là mình đã thu thập được 4 card số 12 và một hàng gồm từ 7 cho tới 10. Ok, row thứ tư các bạn thấy là one run of 7 card, là các bạn phải thu thập được một hàng của 7 card nối tiếp. Thì đây là một ví dụ mình đã thu thập được từ 2 cho tới 8. Ok, và ở row thứ 5 các bạn phải thu thập được là one run of 8 card, là một hàng của 8 card nối tiếp. Thì đây mình đã, là ví dụ mẫu là mình đã thu thập được từ 1 cho tới 8. Ok, và tiếp theo là một ở row thứ 6 các bạn phải one run of 9 card. Thì đây là một ví dụ mẫu mình đã thu thập được từ 4 cho tới 12. Và row thứ 7 là các bạn phải thu thập two four of a kind, có nghĩa là hai hàng và mỗi hàng phải có 4 card giống nhau. Thì đây là một ví dụ mà đã thu thập được hai hàng và một hàng là hàng 2 và hàng 8. Đó, thì đối với những trường hợp này, nếu các bạn không có đủ thu thập đủ 4 card số 2 thì tất nhiên là các bạn sẽ có thể dùng một card Joker. Ví dụ như đây mình chỉ có ba card và mình ba card số 2 và 4 card số 8 và mình có Joker, thì bây giờ mình sẽ đặt nó ở đây và mình vẫn hoàn thành mục tiêu của mình là 4 card số 2 và 4 card số 8. Đó, thì bây giờ là tiếp theo, mục tiêu tiếp theo của mình là số 8 đúng không? Là 7 cards of same color, nghĩa là 7 card mà cùng màu. Đó, thì đây là một ví dụ mình đã thu thập được 7 card màu tím, cùng màu tím. Và mục tiêu thứ 9 của mình là
one file of kind and one pair, có nghĩa là các bạn phải thu thập 5 card của cùng một loại và một hàng còn lại là một cặp có một hàng một loại. Có nghĩa mình đây cái ví dụ là mình đã thu thập được 5 card số 9 và một cặp card số 12. Thì như các bạn đã thấy là ở ví dụ này thì mình không có đủ 9 card. Không có đủ 5 card số 9 thì mình đã sử dụng Joker là thay thế card số 9 mà mình còn thiếu. Và mục tiêu cuối cùng của mình là one foil of a kind and one tree of a kind, có nghĩa là các bạn phải thu thập được 5 card của cùng một loại và 3 card của cùng một loại. Thì đây mình đã thu thập được 5 card số 4 và 3 card số 11. Thì đó là các mục tiêu của từng row mà các bạn sẽ phải hoàn thành. Vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn các mục tiêu của từng row mà các bạn phải hoàn thành. Thì ở trò chơi này có một đặc biệt là các bạn phải hoàn thành cái row đó thì các bạn mới tiếp tục hoàn thành cái row mới. Ví dụ như là ở row 1, các bạn phải thu thập được two tree of a kind, có nghĩa là hai hàng của ba card giống nhau. Và row đầu tiên bạn không thể hoàn thành được cái mục tiêu này thì row và bạn của bạn có thể hoàn thành mục tiêu này. Thì ở row thứ hai, bạn của bạn sẽ tiếp tục mục tiêu thứ hai là one tree of a kind and one run of four card, nhưng bạn vẫn phải tiếp tục cái mục tiêu đầu tiên là two tree of a kind. Tại vì khi mà các bạn hoàn thành cái row của bạn xong rồi thì các bạn mới tiến hành cái row mới, và bạn của bạn cũng vậy. Thì để hiểu rõ hơn thì bây giờ mình sẽ chơi thử cho các bạn một vài ván để mình sẽ giải thích là cách sử dụng skip card và làm thế nào khi các bạn đã hoàn thành mục tiêu của cái row của bạn rồi, và làm thế nào các bạn để kết thúc cái ván okay, đó. Ok, mình quyết định chơi thêm một row nữa ha. Thì đây là setup của row thứ hai của mình. Thì tại vì mình là người phát thẻ bài nên là bạn người chơi của mình sẽ là người bắt đầu ha. Thì đây là các lá bài của bạn ấy. Thì mục tiêu của row thứ hai của bạn ấy, tại vì bạn ấy đã hoàn thành row thứ nhất, hoàn thành mục tiêu của row thứ nhất rồi nên là bạn ấy sẽ tiếp tục hoàn thành mục tiêu của row thứ hai. Thì bây giờ là row thứ hai, mục tiêu của bạn ấy và của mình luôn là two choose a kind and one run of four card, có nghĩa là một hàng thì các bạn phải thu thập được ba card giống nhau và hàng còn lại là bốn card nối tiếp. Thì đây mình sẽ kiểm tra là bạn ấy thẻ bài của bạn ấy thế nào ha. Ok. Thì bây giờ bạn ấy sẽ mình xem nào. À, bạn ấy, bạn thấy là các bạn ấy đang có 4 card nói tiếp là 1, 2, 3, 4. Đó, thì bây giờ bạn ấy chỉ cần thu thập thêm 1 card nữa là card số 1 nữa. Thì bạn ấy đã thấy là đây là bạn ấy nó sẵn có card số 1 đây. Thì bạn ấy sẽ lấy card số 1 và có thể show cho mọi người là bạn ấy đã hoàn thành tuyên của row thứ nhất. Đó, 1. Row thứ 2. 2. 3. 4. Và 3 card giống nhau là số 1. Ok. Đây, và bạn ấy bắt buộc phải back ra một card. Thì bây giờ bạn ấy có quyền lựa chọn là back card này cho mình để bạn ấy có thể tiếp tục. Thì bạn ấy sẽ back lại cái card này cho mình, là mình không thể tiếp tục cái row của mình
row tiếp theo được và bạn ấy sẽ tiếp tục. Thì bạn ấy bây giờ bạn ấy sẽ collect để kết thúc cái card của bạn ấy ha. Tại vì bây giờ bạn ấy chỉ có 3 card thôi. Thì bạn ấy sẽ lấy một card bất kỳ ở đây. Và bạn ấy lấy được cái card số 2. Nên là cũng không giúp ích được cho bạn ấy, nên bạn ấy sẽ bắt cái card số 12 này. Tại vì cái card này nếu bạn kết thúc game mà còn cái card này trên tay thì tới 10 điểm lận, nên là bạn ấy sẽ bắt cái card này ở đây. Thì mình ván trước thì mình bị cái này nên là mình không thể tiếp tục cái ván cái game của mình được, nên là bây giờ mình có thể tiếp tục. Ok, mình kiểm tra xem là card của mình có gì nào. Và mục tiêu của mình thì cũng giống như của bạn chơi mình là one tree of a kind and one run of four cards. Thì mình cũng thấy là mình cũng đã có rồi. Là các bạn thấy là mình có 4, 5, 6, 7, 8 nè. Và mình có một cái card Joker nữa. Thì bây giờ mình sẽ lấy một card bất kỳ ở đây. Mình không có con card số 12. Mình sẽ lấy một card số 3 đây đi. Thì cũng lại giúp mình nữa rồi. Tại vì mình bây giờ mình sẽ show cho mọi người mình là mình hoàn thành mục tiêu của row thứ 2 rồi ha. Là mình sẽ lấy 3, 4, 5, 6, 6 và 3 cạc. Đây. Không, 6. Mình sẽ nối tiếp luôn là mình sẽ lấy 7 và 8 luôn để mà nhanh kết thúc cái row của mình. Mình sẽ để Joker ở đây. Ok. Thì cái này vượt quá 4 card nhưng các bạn có quyền. Tại vì nếu các bạn có thể có những cái card tiếp theo tiếp tục được thì các bạn có thể đặt để mà vượt qua 4 card nối tiếp cũng được để mà nhanh kết thúc. Thì như các bạn thấy là mình hiện tại mình chỉ có card số 4 và card số 5 thôi. Đó. Thì các bạn thấy là khi mình đã show cho mọi người là mình đã hoàn thành rồi thì mình có quyền đặt một bất kỳ một cái card mà mình đang có phù hợp cho row đã show của bạn bên cạnh. Thì mình thấy là mình đang có card số 5 và cái row của bạn ấy là 1 2 3 4. Thì cái card tiếp theo bạn có thể tiếp tục row bạn ấy là card số 5. Thì mình đã có card số 5 thì mình có thể đặt số 5 ở đây. Và mình đặt một card ở đây. Và mình có thể kết thúc game. Và bạn, người chơi của mình thì vẫn còn 3 card. Và mình là người chiến thắng của game này. Thì bạn ấy là có 3 card thì card này là 10 điểm và 2 card này là 5 điểm mỗi card. Nên ở row này bạn ấy sẽ bị âm 20 điểm. Thì ok, mình sẽ điền vào tờ giấy này ha. Là tụi mình cùng hoàn thành row thứ 2 và bạn ấy âm 20 điểm. Ok. Thôi có lẽ là mình sẽ chơi thêm một row nữa. Đây là ha. Setup cho row thứ 3 của mình ha. Thì đây cũng là row cuối luôn. Mặc dù có kết quả ra sao ha. Tại vì row này nếu các bạn chơi tới 10 row thì thời gian rất là lâu. Và các bạn biết là video thì cũng có hạn thôi. Tại vì dung lượng cao thì mình up cũng rất là lâu. Nên là mình cũng hạn chế là không quá kéo dài ha. Ok, thì bây giờ đây là mình sẽ xem mục tiêu của row thứ 3 của mình ha. Là row thứ 3 của mình là mình phải collect được là one for a kind and one run of four card. Có nghĩa là một hàng gồm 4 card giống nhau và một hàng còn lại là nối tiếp của 4 card. Thì vì bạn mình là người chơi của mình là người
phát lá bài nên là mình sẽ là người bắt đầu ha. Ok, mình sẽ kiểm tra xem là sẽ lá bài của mình nào. Ok, ôi mình không ván này thì mình không may mắn rồi, tại vì mình không có nhiều sự lựa chọn, không có nhiều. Ok, thì mình thấy là bây giờ mình có thể lấy 2, 3, 4, 5 đi. 2, 3, 4, 5. Và mình cần một joker và một mình cần một card số 6 nữa để mà có thể đủ mục tiêu của mình. Thì bây giờ mình sẽ bắt câu cá bất kỳ ha. Mình bắt được card số 3. Và nó cũng không giúp được nhiều cho mình là mình sẽ bắt lại card số 10 với card có số điểm rất là cao ở đây. Và bây giờ tới lượt bạn chơi của mình. Thì bạn ấy cũng có mục tiêu như mình. Cho mình xem thử là bạn ấy card của bạn ấy có gì nào. Thì nhìn qua một hồi thì các bạn ấy cũng khám khá hơn mình, là bạn ấy có sẵn 4 card nối tiếp là 6, 7, 8, 9 này, hoặc là có thể 5 nữa. Bây giờ bạn ấy chỉ cần là thêm 2 card số 5 hoặc là thêm 2 card số 3 là cũng ok với bạn ấy rồi. Thì các bạn thấy là bên đây là có card số 10 là có thể nối tiếp được cái 4 card của các bạn. Bạn ấy đây thì mình sẽ lấy cái card số 10 này. Và mình đặt lại một card là mình sẽ đặt card số 1, tại vì card số 1 không có nhiều lựa chọn. À thì các bạn thấy cái row của mình là mình đang có card nối tiếp là 2 3 4 5 đây. Thì mình có lẽ mình sẽ cần card số 1 để nối tiếp cái hàng này, thì mình sẽ lấy card số 1. Đó, để có thể nối tiếp hàng đây. Và mình sẽ bắt lại card số 3 đi. Ok. Thì đây các bạn à, mình đang có 2 card số 3 và ở đây có 1 card số 3 nữa. Thì mình có thể lấy card này để mình collect thêm 1 card số 3 nữa, thì mình sẽ đủ mục tiêu của mình ha. Và bây giờ mình sẽ bắt lại card số 4 đi. Ok, và mình không, hiện tại thì mình không cần card số 4 nên là bây giờ mình sẽ lấy một card bất kỳ ha. Mình lấy card số 11 và nó không thật sự cần thiết cho mình nên mình sẽ bắt lại ở đây. Tại vì card số 11 là một card có số điểm khá lớn và nó không tốt cho mình. Đương nhiên là mình không biết là bên này đang collect từ 9 tới số 10. Nên là mình, nếu là một quân vị của người chơi, bạn chơi của mình, thì mình sẽ ok, đương nhiên mình sẽ phải lấy card số 11. Tại vì ở luật chơi cái này thì các bạn sẽ collect card của bạn một cách thầm lặng và không ai biết hết. Nên là, và các bạn phải để ý nhiều, ví dụ như là mình lấy cái card số này thì các bạn sẽ không có những card nối tiếp hoặc là những cái card tương tự card này nữa để cho mình collect. Đó, thì bây giờ mình sẽ lấy card số 11 mình đặt ở đây. Và mình sẽ bắt lại card số 5. Tại vì hiện tại mình không cần card số 5 nhiều. Ok, thì trở lại row của mình. Row của mình thì bây giờ mình rất là còn card số 6 hay card joker. Thì xem là mình bóc card này là card gì nào. Ôi, này là số 12. 12 thì, nhưng mà các bạn nhớ lúc nãy là bạn chơi của mình đã bóc card số 11 không? Thì mình an toàn thì mình sẽ không tạo cơ hội cho bạn ấy. Là mình sẽ giữ lại card số 12 và mình sẽ lấy một card số 8 chẳng hạn. Lại mình đè đây. Ok, đây là tiếp theo lượt chơi của bạn của mình. Thì bạn ấy đã thu thập được từ card số 5 tới card số 11 và bạn ấy rất là còn card số 3. Và bạn
thẳng, không cần cả số 8 mà sẽ bút cả bất kỳ. Đó là cả số 11, không cần thiết cho bạn ấy đó, bạn ấy sẽ bạc bại ở đây. Và đây là lượt chơi của mình. Thì mình vẫn còn cả số 6 hoặc là cặp Joker, xem mình bóc được gì nào. Thôi mình chỉ bóc được cặp số 2 thôi và nó cũng không thật sự cần thiết nên mình sẽ để lại đây. Ok, đây là lượt chơi của bạn mình. Bạn chơi của mình ha, thì mình sẽ giúp bạn ấy bóc cặp này. Và cặp số 7 cũng không thể giúp được gì cho bạn ấy. Bạn ấy còn cặp số 3 cơ. Ok, mình sẽ bắt lại đây. Ok, và đây là lượt chơi của mình thì mình vẫn có cặp số 6 và cặp số 12 thôi, mình không cặp cặp số 7. Ok, cặp số 8 thì nó không thật sự cần thiết cho mình. Mình sẽ bắt lại đây. Ok, và đây là lượt chơi của bạn của mình ha. Và mình sẽ giúp bạn ấy bốc cả bất kỳ spa. Đúng là cầu được thấy. Bạn ấy đã bốc được cặp số 3 và bây giờ bạn ấy có thể kết thúc game. Là bạn ấy có thể show là bạn ấy hoàn thành mục tiêu là một hàng thu thập đủ 4 cạc và hàng còn lại là nối tiếp của 4 cạc, nhưng mà bạn ấy có thể hơn là bạn ấy đã thu thập được từ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Và bạn ấy là kết thúc game. Và ôi, thật là kinh khủng cho mình. Và mình còn rất là nhiều khạc ở bên này. Ok, bây giờ mình sẽ tính điểm trừ của mình nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 khạc. 5 điểm thì mình đã bị âm 45 điểm trừ rồi. Và cạc này là 10 điểm. Thì mình tổng cộng cái rô của mình là mình đã bị âm 55 điểm. Cộng với âm 10 điểm một của đợt trước thì mình sẽ bị âm 65 điểm ở bên này. Và mình không có hoàn thành mục tiêu số 3, đó là mình không thể gạch được. Và cái rô tiếp theo của mình là mình phải hoàn thành mục tiêu số 3. Và bạn của mình thì bạn ấy đã kết thúc game và hoàn thành mục tiêu số 3, là bạn ấy sẽ gặp đầu hàng đây. Và row tiếp theo của bạn ấy là bạn ấy sẽ tiếp tục cái mục tiêu số 4 là run off 7 card, có nghĩa là 7 card nối tiếp. Thì đó là hôm nay mình đã chơi được 3 row rồi. Thì đây là một game rất là thú vị. Và hấp dẫn cũng hơi gay cắn ha. Và nếu các bạn thích game này thì các bạn có thể ủng hộ mình bằng một like, một share hoặc một comment ở kênh YouTube của mình, để mình có động lực để mà làm những video về những thứ game khác nữa ha. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đã ủng hộ mình trong 2 video vừa rồi. Thì mình rất cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video mới. Hy vọng mình sẽ có thể quay video về Monopoly và game gì quên rồi nhỉ? Felicity một cách sớm nhất để đăng lên YouTube cho các bạn xem ha. Thì tạm biệt các bạn. Xin chào các bạn. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Và nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn hãy like và nhấn vào hình đại diện phía bên tay phải của các bạn để đăng ký kênh của mình, để nhận được nhiều video mới của mình về board game ha. Và phía bên này sẽ là những video mà mình về board game mà mình đã làm trước đây, và các bạn có thể xem và cho mình ý kiến ha. Thì rất cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ, và nó làm cho mình có thêm động lực để mà có thể ra nhiều video về board game mà và một lần nữa xin cảm ơn và
Hẹn gặp lại các bạn trong những video mới nha.